Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn học một vài câu giao tiếp cơ bản của người Thái. Lý do để học tiếng Thái thì theo mình nghĩ là có 3 lý do. Thứ nhất, đó chính là tiếng Thái rất là dễ thương, nghe rất là vui tai. Và cái lý do thứ hai thì mình hay xem những bộ phim Thái, những bộ phim kinh dị, phim hài thì mình muốn khỏi cần xem việc sub luôn mà vẫn hiểu. Cái thứ ba đó chính là mình hay đi du lịch Thái Lan thì chắc chắn mình cần một phần biết vài câu giao tiếp, câu chào hỏi cơ bản của người Thái. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Ok Google, tiếng Thái cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Tiếng Thái cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Trong giao tiếp thì cũng sẽ có những câu cơ bản của người Thái, ví dụ như trong tiếng Anh đó, chúng ta dùng hi hoặc là hello. Thì trong câu cú pháp của người Thái thì chúng ta sẽ dùng là sawadikap. Còn đối với nam, trường hợp đối với nữ thì các bạn sẽ dùng là sawadika. Bạn lưu ý là kha và kha, nam là kha và nữ là kha. Đối với trường hợp các bạn chào buổi sáng, buổi tối hoặc là buổi chiều thì chúng ta có thể dùng chung là sawadika. Ngoài ra thì khi chúng ta chào buổi sáng thì có những cái câu đặc trưng riêng của người Thái, ví dụ như là Sawat đi thon chào hoặc là Arun Sawat. Nói chung là mình là người nước ngoài thì mình cũng khó nhớ được những cái câu cú chi tiết. Thì nếu các bạn tập trung thì các bạn có thể nhớ được, mà chúng ta sẽ dùng chung đó chính là Sawadika. Khi chúng ta chúc ngủ ngon thì nó sẽ có câu cú pháp dễ nhớ, ví dụ như Fundi. Có nghĩa là Pindinaka, nữ là Pindinaka, nghe chung cũng ngon. Rồi ngày hôm sau á, chúng ta có thể gặp những người bạn nước Thái. Chúng ta có thể chào là bạn có khỏe không. Thì mình có nghĩa là tiếng Anh là How are you. Thì các bạn có thể dùng là Khun sabai din mai khab. Khun sabai din mai khab. Các bạn thấy rõ ràng là tiếng Thái mà khi chúng ta đọc lên thì rất là vui tai, đúng không các bạn? Hoặc là chúng ta hỏi là bạn tên gì thì chúng ta sẽ dùng là What's your name chẳng hạn. Thì ở đây người Thái chúng ta sẽ chào là Khun chue arai khab. Còn đối với nữ thì các bạn biết là khab với kha, nữ là Khun chue arai khab. Bạn tên bạn là gì thì chúng ta sẽ dùng là Khun chue arai khab. Nói chung là không biết là đọc đúng hay sai, nhưng mà các bạn có thể nhìn cái phiên âm chạy trên màn hình thì các bạn có thể đọc theo để chúng ta dễ nhớ hơn. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้า อรุณสวัสดิ์ สวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้า อรุณสวัสดิ์ สวัสดีครับ สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีค่ะ สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีครับ สวัสดีตอนค่ำ สวัสดีค่ะ สวัสดีตอนค่ำ ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีนะครับ ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีนะคะ คุณสบายดีไหมครับ คุณสบายดีไหมคะ ผมสบายดีครับ ฉันสบายดีค่ะ ผมไม่ค่อยสบายครับ ฉันไม่ค่อยสบายค่ะ คุณชื่ออะไรครับ คุณชื่ออะไรคะ ผมชื่อ ฉันชื่อ เดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะคะ ลาก่อนครับ ลาก่อนค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ แล้วคุณล่ะครับ แล้วคุณล่ะคะ โชคดีนะครับ โชคดีนะคะ ดูแลตัวเองนะครับ
ดูแลตัวเองนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะผมพูดไทยได้นิดหน่อยครับฉันพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะผมมาจากประเทศฉันมาจากประเทศผมเข้าใจครับฉันเข้าใจค่ะ thì chúng ta vừa tìm hiểu cũng như học được 20 câu tiếng Thái giao tiếp cơ bản nhất thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể ứng dụng được một vài câu trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta đi du lịch ở Thái Lan hoặc là xem bộ phim của Thái Lan chúng ta có thể ứng dụng và nhớ được một vài câu tiếng Thái cơ bản thì rất vui vì các bạn đã đến với chương trình này và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình những chương trình lần sau เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะลาก่อนครับลาก่อนค่ะ